Các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Chưa mua nhà đã mua xe ô tô. Vợ chồng tôi năm nay đều 33 tuổi, đang sống ở Hà Nội và chưa đủ tiền mua nhà riêng. Chi phí mỗi tháng của gia đình tôi rơi vào khoảng 25 triệu đồng. Thu nhập của vợ chồng tôi là 40 triệu đồng nếu đi làm đầy đủ. Những khoản chi cố định mỗi tháng của gia đình tôi gồm tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền gửi xe ô tô, tiền xăng xe và đi chơi cuối tuần, tiền học cho con, tiền đóng bảo hiểm, tiền quần áo, sách vở, đồ chơi và các khoản tiền đi đám cưới, thăm bạn bè, tụ họp, cà phê. Vợ chồng tôi dù chưa mua nhà nhưng đã mua xe ô tô, bởi vì thời điểm mua xe cách đây 3 năm, chúng tôi có một khoản nhàn rỗi và có hãng xe ưu đãi lớn cho các gia đình có hộ khẩu Nghệ An. Xét thấy nhu cầu đi lại nhiều, chúng tôi quyết định mua xe trước mua nhà. Những khoản như tiền bảo hiểm là đóng theo năm, nhưng tôi chia ra theo tháng. Với khoản tiền học, năm ngoái chúng tôi cho con học trường tư, chi phí là 13 triệu mỗi tháng. Nhưng năm nay chúng tôi chuyển cho con sang trường công để giảm tiền học phí. Chúng tôi cũng tìm thêm cách tăng thêm thu nhập. Tôi tranh thủ thời gian rảnh ở cơ quan để bán thêm sách thiếu nhi, chạy số liệu cho các bài báo nghiên cứu. Thi thoảng cũng có những khoản phát sinh như cần tiền để giúp em trai chồng đi Hàn Quốc du học, gửi về quê cho người thân vay, nên khoản tiết kiệm của vợ chồng tôi cũng bị co dần lại. Cách đây vài năm, giá bán căn hộ ở khu chung cư chúng tôi đang thuê là 20 triệu một mét vuông. Nhưng khi đó, vợ chồng tôi chưa có tiềm lực mua nhà. Vợ chồng tính toán tiết kiệm hết sức để mua nhà, nhưng choáng váng với sự thay đổi của giá nhà. Khu tôi sống là khu dân cư thu nhập thấp, giá nhà bị thổi lên, bây giờ đã dao động quanh 35 triệu đồng một mét vuông. Dự định hỏi ý kiến cha mẹ hai bên về việc vay thêm tiền để mua nhà đã không thành. Cha tôi tính toán, nếu các con có khoản tiết kiệm khoảng 1 tỷ đồng thì nên gửi ngân hàng, lấy tiền lãi suất để thuê nhà. Chứ nếu đi mua nhà, phải vay thêm 1 tỷ đồng thì riêng tiền mà các con phải trả cả gốc và lãi mỗi tháng cũng khiến cuộc sống khốn đốn. Sau khi đi xem vài căn hộ và xem đất nhiều nơi, chúng tôi vẫn quyết định dừng ý định mua nhà. Nhưng chúng tôi không bi quan, mà luôn thấy may mắn khi mình vẫn còn sức khỏe, năng lực chuyên môn để làm việc, kiếm tiền. Mặc dù nhiều lúc không dám nghỉ việc, thứ bảy cũng đi làm vì sợ bị trừ lương theo ngày công. Ngày hè vẫn phải gửi con đến nhà cô giáo để bố mẹ đi làm. Vợ chồng vẫn động viên nhau phấn đấu. Nhiều người hỏi vì sao chưa mua nhà mà đã mua ô tô, và thắc mắc khi thấy chúng tôi đi chơi nhiều vào cuối tuần. Nhưng tôi thấy việc mua ô tô vẫn là quyết định đúng đắn. Những ngày mưa gió, bão bùng hay khi cần về quê, chúng tôi đưa con đi bằng xe riêng, thấy đỡ khổ hơn nhiều. Cha mẹ hai bên cũng yên tâm. Chúng tôi ưu tiên thời gian chất lượng bên con vào mỗi ngày chủ nhật. Sợ tuổi thơ của con qua nhanh, nên dù chủ trương sống tiết kiệm, chúng tôi vẫn muốn chi tiền đi dã ngoại, đi du lịch ở những nơi gần thành phố. Lâu lâu muốn đi du lịch xa, chúng tôi sẽ tính toán điểm đến có người thân, bạn bè và ở cùng họ để giảm tiền thuê khách sạn, ăn uống. Tôi nghĩ mỗi gia đình đều tính toán các bài toán tài chính riêng. Nhưng có một điểm chung trong các gia đình hạnh phúc là vợ chồng
cùng đồng lòng trong cách quản lý tiền bạc. Nếu ai đó nói bạn tiêu xài hoang phí hay keo kiệt, nhưng bạn và vợ hoặc chồng bạn đã tính toán, vẫn thấy hợp lý, thì không vấn đề gì. Cuộc sống nhờ vậy cũng trở nên thoải mái, dù bạn có thu nhập bao nhiêu.